Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh Tôi Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hàng reset khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Realme 5 Pro bằng phím cứng. Tôi sẽ vào cài đặt vào giới thiệu điện thoại Realme 5 Pro. Trước khi thực hiện hàng reset thì ta sẽ phải sao lưu danh bạ, tin nhắn, ảnh, video, những thứ cần thiết của các bạn thì vào thẻ nhớ này, máy tính hoặc bộ nhớ đám mây. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ và về trả lại rút rượu. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng hai tổ phím là phím giảm âm lượng volume down và phím nguồn. Ta đè giảm âm lượng trước, sau đè phím nguồn lên logo, ta thả phím nguồn. Rồi, thả phím nguồn, vẫn giữ đè giảm âm lượng nhé. Rồi, đến bước chọn ngôn ngữ này. Nếu các bạn máy không sử dụng cảm ứng được, ta sử dụng tăng giảm âm lượng để di chuyển và nguồn để chọn vào. Ở đây cảm ứng sử dụng được, tôi chọn tiếng Anh này. Ta chọn vào dòng IP data. Ta nhập mã code này là 7660. Ta chọn vào format data nhé. Format data. Ấn chọn format. Rồi, bây giờ ta sẽ ấn OK và đợi khoảng 3 đến 5 phút máy sẽ khởi động lại. Rồi, sau khi các bạn đợi khoảng 3 đến 4 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng, chọn ngữ này. Ta chọn về tiếng Việt nhé. Kết nối wifi thì ta có thể là bỏ qua ở đây, bỏ qua nhé. Trợ lý wifi ta ấn tiếp theo. Màn hình khóa ta ấn sau. Sau tài khoản hãy tắt Oppo ID này. Nếu các bạn bị mắc cái này, các bạn xem video hướng dẫn xóa bên dưới hoặc liên hệ Zalo mình để mình xóa nhé. Hay các bạn ấn sau. Tiếp theo. Đồng ý. Cái này các bạn ấn sau. Ấn bắt đầu. Cái này các bạn ấn bỏ qua trên này. OK, xong. Thôi, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện hàng reset khôi phục cài đặt gốc vì trạng thái rút xưởng của con máy Realme 5 Pro. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.